về các trò chơi này. Và chúng ta có một người mới, à hai người mới mới đúng. Đầu tiên là chị Linh. Thứ hai là bạn búp bê này. Bạn búp bê tên gì? Cùng nhau khám phá nha. Yeah. Bạn búp bê tên gì quên? Bạn búp bê tên là Lily. À, Lily à? Linh và Lily. Wow. Bạn thứ ba là gì? Chị Linh cười bởi vì là con búp bê là biết giơ tay mãi, thằng này nó không được bỏ tay xuống hả? Ừ, thế là nó không mỏi tay đúng không? Ừ. Búp bê này mỏi tay, tập tạ. Chúng ta tính nhanh nhanh thôi. Vào trong hình rồi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trang trí thôi. Chúng ta có một cái hộp donut. Một chút đồ ăn cho chó, không phải cho thật. Một cái cốc nước. Thế là mình có hai cái nước. Ba cái đồ ăn cho chó. Ừ. Một hộp quà không cần thiết. Và chúng ta đã xếp xong căn nhà này rồi. À không, được cái này. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem nha. Mình có một bạn mini đang đói ăn donut. Mình có 4 mạng rồng, 1 mạng rồng nữ ở đây. Bạn ấy đang chọn đồ ăn. Trong cái này. À và cả
ngôi nhà khu này nữa. Mình có được con rồng này, nhưng mà thôi để tìm nó cho sao. Mình tốt nít. Trang trí như thế nào đó, nhưng mà mấy lúc rồi cái cây này beng 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 thôi, mình cứ để trang trí ở đây. Đây là nhà của bạn chó nè, bạn chó lúc đấy đang nằm ngủ. Đây là bạn chó bông sticker để trang trí mặt cáo, là trang trí phòng chơi. Đây là phòng chơi, phòng chơi có bạn chó, đồ ăn cho chó và rất là nhiều thứ. Cùng nhau khám phá ở bên nhà kho. Nhà kho chúng ta có một cái nhíp, một chút chocolate ở trong tủ lạnh. Rồi, thế rồi.